Dạ vâng, Đỗ Tuấn Anh xin kính chào quý khách. Thì hôm nay là ngày 23 tháng 10 năm 2022. Thì xưởng Đỗ Tuấn Anh mới hoàn thiện xong tổng cộng là 9 chiếc ghế ăn trong combo đặt hàng của anh Huy ở Hà Nam. Đã đặt bên cơ sở như em là cả bộ bàn ăn nguyên khối 9 ghế. Thì hôm nay em hoàn thiện xong phần ghế ăn, còn cái bàn thì em chưa hoàn thiện xong. Thì em quay qua một cái video để gửi đến tất cả mọi người cũng như là anh Huy xem được cái bộ sản phẩm của anh Huy. Thì sản phẩm này thì hiện tại em đã làm xong 9 chiếc ghế ăn rồi. Đấy, còn cái bàn và chân thì em chưa hoàn thiện xong. Thì khi nào mà em hoàn thiện xong thì em sẽ bàn giao và cũng như là chụp ảnh quay video lại cho anh xem thực tế. Còn đây, thực tế luôn là 9 chiếc ghế ăn của anh đặt bên cơ sở nhà em thì em đã làm hiện hoàn thiện xong phần mộc thô mọi người nhá. Mộc thô cũng như là bên cơ sở nhà em là chưa trà lu, chưa đánh giấy giáp, chưa quê quạt, chưa làm bất kỳ một cái gì cả, mới dựng mộc xong. Thì em quay luôn cho tất cả mọi người xem là vì cái hình thực tế nhất của bên cơ sở nhà em làm ra sản phẩm như thế nào và hoàn thiện xong sẽ như thế nào. Đấy, còn đây mọi người muốn tham khảo về những chiếc ghế ăn này thì bên cơ sở nhà em sẽ quay qua cho mọi người xem. Hàng bên cơ sở nhà em là hàng tuyển chọn lọc gỗ lọc vân, gỗ là gỗ gỗ đỏ mọi người nhá. Đấy, và ngoài ra bên cơ sở nhà em có cả gỗ hương đá và rất là nhiều những sản phẩm mẫu bàn ghế ăn kiểu khác nha mọi người nhá. Kiểu khác có rất là nhiều mẫu ghế ăn, mọi người thích mẫu ghế ăn nào thì bên cơ sở nhà em sẽ tư vấn cũng như là báo giá công khai cho mọi người. Về phần ghế ăn này thì bên cơ sở nhà em đang bán với cái giá là 3.600.000 đồng một cái. Đấy, thì 3.600.000 đồng một cái thì quý hàng sử dụng cũng như sở hữu được một chiếc ghế ăn như thế nào, và 3.600.000 đồng thì bên cơ sở nhà em đã hoàn thiện đầy đủ cho mọi người rồi. Đấy, thì hôm nay em quay phần mộc luôn. Đây, thì một chiếc ghế ăn 3.600.000 đồng thì đầu tiên quý hàng nhìn thấy ghế luôn là hai mặt sẽ được đục là như nhau, hai mặt sẽ đục là như nhau, mặt trước và mặt sau, và được là gỗ sẽ là gỗ đều màu luôn, gần như là đều màu đến 90-95% luôn. Thực tế gỗ rất là đều màu. Đấy, tuy là ghép rất là nhiều nhưng mà ví dụ như phần trương, phần te, phần trong vách và ván vách, khuôn vách các thứ đều là đóng vào, chứ không phải là làm liền nguyên một khối, nhưng mà gỗ nó sẽ rất là đều màu. Bên cơ sở nhà em chọn lọc rất là kỹ. Đấy, kể cả phần vách, ván vách này, phần trương này đều được đục là hai mặt như nhau này. Còn về phần độ dày, phần trương bên cơ sở nhà em thì bên cơ sở nhà em làm là dày 5.5 phân mọi người nhá. Hàng trên thông thường, hàng trên thị trường nó chỉ có 4 phân nếu mà đục một mặt. Còn nếu mà đục hai mặt người ta sẽ làm độ 4.5 phân. Nhưng bên cơ sở nhà em làm là 5.5 phân mọi người nhá. Tay rất là to đây, mình nhìn thực tế luôn này. Tay cực kỳ là to luôn. Trương cũng vậy này. 5.5 phân cực kỳ là dày. Đấy, mình nhìn thực tế luôn. Đục đây, đục thì ở trên đỉnh vẫn là cái vương miệng hoa là tây. Đây là những cái mẫu hoa Louis hoa hồng. Ở bên dưới là những cái đường led hoa văn chi tiết cân cổ điển. Đấy, bên dưới là phần vách này đục một bông hoa hồng, ở bên ngoài là một lượt hạt xoàng chạy xung quanh. Đấy, chi tiết độ led đục cực kỳ là đẹp. Đấy, đục thì đục bằng mé, và khi hoàn thiện thì bên cơ sở nhà em sẽ phải sửa lại bằng tay. Và đặc biệt là bộ sản phẩm này là sẽ làm là chân liền với cột mọi người nhá. Chân này sẽ là liền với cột, cái chân này này, à cái cột này này sẽ liền với chân sau. Đấy, mọi người nhìn thực tế luôn. Và cái phần mặt tràn này bên cơ sở nhà em làm mặt tràn dày 4 phân, mặt trước mặt sau là liền tấm dày 4 phân. Và cái mặt ngồi này quý khách hàng sử dụng sẽ là rộng là 45 phân, sâu là 50 phân, ngồi rất là thoải mái. Cái ghế này thực sự nếu mọi người to, cao to lực lưỡng như thế nào ngồi vào cái ghế này cũng không thể là bị lung le, hay cái độ của nó rất là chắc chắn và cái độ này dày, mà cái mặt này nó to, ngồi quý khách hàng ngồi nó rộng rãi thoải mái luôn. Đấy, rất là to luôn. Đây mọi người nhìn, mặt tràn dày tận 4 phân mà mặt này của nó là mặt liền tấm mọi người nhá. Liền tấm không chấp ghép, dày 4 phân, cực kỳ là giá trị. Cái phần yếm này bên cơ sở nhà em làm 3 phân và chân của nó là chân 8 mọi người nhá. Chân trước thì là sẽ liền với cổ này. Đấy, đặt lên mặt, còn chân sau thì bên cơ sở nhà em sẽ làm liền với cột. Đấy, liền với cột. Đấy, hàng thực tế luôn, tất cả 9 cái ghế ăn này thì đã có chủ nhân rồi. Đấy, những cái hàng như này thì là những cái hàng đặt, còn những cái hàng thông thường, hàng mỏng thì tầm khoảng 3.000.000, 3.200.000 một cái thì em có sẵn rất là nhiều. Đấy, tùy theo quý khách hàng sử dụng cái tầm tiền nào thôi. Bên cơ sở nhà em làm là có cả hàng chợ và có cả hàng bình dân và cũng như là có cả hàng cao cấp. Và thường thường những cái hàng cao cấp như này thì sẽ kén người mua. Thì thường thường là người nào mua thì người đấy phải đặt. Như anh Huy, anh ấy cũng đặt em rất là lâu rồi. Em hôm nay em hoàn thiện xong phần mộc này. Em quay thực tế cho tất cả mọi người xem cũng như anh Huy xem. Đấy, tổng cộng là 8 chiếc ghế ăn. À, tất cả đều đẹp như nhau nhá, chứ em không có cái gì mà đẹp thì em kê ra trước mà xấu em kê ra sau. Đâu em quay thực tế luôn, tất cả
8 nghìn ăn hay 9 nghìn ăn này của anh em làm là cực kỳ đẹp, tất cả là dày dặn, độ dày dặn pha gỗ các thứ là đều như nhau đấy, chọn lọc gỗ rất là kỹ càng đấy. Thì khách hàng nào mà đang quan tâm những sản phẩm đồ gỗ phòng khách, phòng thờ, phòng ngủ, đặc biệt những sản phẩm ghế ăn bên cơ sở nhà em đang quay, thì liên hệ trực tiếp với cơ sở nhà em qua số điện thoại ở dưới màn hình, em sẽ ghi ở đề dưới màn hình là 0963 245 123. Em xin nhắc lại cái số điện thoại của bên cơ sở nhà em là 0963 245 123. Số điện thoại có đăng ký cả Zalo, mọi người cần kết bạn Zalo để em được tư vấn cụ thể và chi tiết nhất cho mọi người. Và địa chỉ cơ sở nhà em thì ở làng nghề Mộc, thôn Châu Phong, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Và đồ gỗ Tuấn Anh bên cơ sở nhà em luôn luôn ưu tiên quý khách hàng ở xa mua hàng, là mọi người có thể không cần phải đến xưởng xem hàng thực tế, đặt hàng bên cơ sở nhà em sẽ giao hàng đến tận nơi cho mọi người, kiểm tra hàng, nhận hàng rồi mọi người có phải thanh toán hàng không đúng chất lượng, hàng không đúng cái sản phẩm bên cơ sở nhà em giới thiệu, mọi người có thể trả lại nghe và không mất tiền cước mọi người nhá. Đấy, thực tế luôn, hàng là hàng cam kết là hàng như thế nào thì bên cơ sở em sẽ giao hàng đúng như vậy, giá cả em công khai vào giá luôn từ ban đầu là 3.600.000 đồng một chiếc ghế ăn như thế này. Đấy, thực tế tất cả các sản phẩm bên cơ sở nhà em đều là báo giá công khai, nên mọi người có nhu cầu muốn sở hữu những sản phẩm đồ gỗ gì thì cứ liên hệ trực tiếp với cơ sở nhà em, đừng ngại ngùng gì cả, hãy nhấc máy lên gọi điện cho bên cơ sở nhà em mọi người nhá. Và video em xin kết thúc tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người video lần sau.